Phòng khám của Chiến Nam, thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Mẹ em bị thoát vị đĩa đệm, uống thuốc tây nhưng không khỏi. Chú có cách tư vấn nào cho cháu dùng thuốc Nam không ạ? Thế thì với những người bị thoát vị đĩa đệm thì uống tây không phải là không khỏi, mà là thuốc tây thì nó chỉ là điều trị cái triệu chứng thôi, ví dụ như là kháng viêm, giảm đau và trực tiếp ở những cái điểm. Tuy nhiên là khi mà điều trị thuốc tây mới thì nó có giảm không? Có chứ, thì là thuốc tây nó có tác dụng kháng viêm trực tiếp. Tuy nhiên là khi mà dùng thuốc tây lâu năm thì nó gây tình trạng gan nóng cực nhiệt, đặc biệt là những cái thuốc kháng viêm ở cái thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là thoái hóa hoặc là nó những cái liên quan đến xương khớp, mà uống kháng viêm thường là có những cái dòng như corticoid thì nó làm cho hại gan. Và đương nhiên gan không tốt thì dạ dày không tốt, mà hại gan thì hại cả thận. Và đầu tiên thì nó có giảm đau, nhưng mà sau đó thì nó sẽ, khi mà cái gan nó nóng cực nhiệt, cơ thể nó kiện vận không vận hóa được nữa, thì nó dẫn đến trạng là khi uống kể cả liều cao cũng không giảm được đau nữa, hoặc là sơ cứng ra thì rất là không tốt. Thế thì chữa bằng thuốc đông y hoặc là cái cách tập luyện thì đương nhiên rồi. Cái khi mà dùng thuốc thì quan điểm phòng khám hiệu của Trường Thuốc Nam Thầy Mộc là bất kể khi đưa thuốc cho bất kể ai thì cũng khuyên mọi người đầu tiên là phải uống nước đủ, hai là tập luyện để giúp hành khí vào huyết, giúp cơ thể nó kiện vận hóa. Khi mà cơ thể nó được tăng cường cái khí, vì là khí hành thì huyết hành thì không bế nó tự hết, thì phải uống nước đủ và tập luyện, đặc biệt là bò vào buổi sáng. Bò cố gắng bò 5 hoặc 10 phút, nếu bò nhiều hơn thì càng tốt. Hoặc là buổi chiều thì cố gắng kéo gối khoảng độ 10 hoặc 15 phút, xong rồi ra bò khoảng 10-15 phút thì nó tốt hơn. Có những người mà muộn, đi làm về muộn quá thì có thể là không bò được ấy, thì tối trước khi đi ngủ chịu khó kéo gối 10-15 phút giúp hành khí hoạt huyết. Còn chữa thì đương nhiên rồi, thì phải hỏi kỹ là nếu mà đại tràng yếu, dạ dày kém, gan nóng thì phải điều trị vào cái chứng bệnh đấy, phải liên quan đến hệ thống tiêu hóa, kiện vận hóa được. Sau đó thì đưa những cái dòng thuốc, một là có thể bổ thận đơn giản thôi, hai là những cái thuốc đặc trị về phong tê thấp, về thoái hóa sống thắt lưng hoặc là thoái hóa sống cổ, hoặc là viêm khớp dạng thấp, thì nó tác dụng nó đưa được vào thì nó giúp hành khí và nó nhanh hơn một chút đấy. Và cái cuối cùng mà mình cần phải nói lại nữa là anh chị cố gắng khi mà không may mà bị các chứng bệnh này mà chưa có điều kiện dùng thuốc thì tốt nhất là gì ạ? Là chịu khó uống nước đủ và tập luyện đầy đủ, thì đã là một phần nào giúp cơ thể điều kiện vận hóa và giúp khí huyết nó lưu thông, thì đã giảm được rất là nhiều chứng bệnh này. Xin chào.